Nàng Smith đẹp số 1 thế giới thể thao khoe ảnh bikini, ép bên Anthony Joshua. Vận động viên quyến rũ hàng đầu thế giới Alika Smith trông thật đẹp đôi bên cạnh Anthony Joshua. Với cá nhân nữ vận động viên điền kinh, Alika Smith, 2022 là một năm đáng nhớ. Cô nàng được mệnh danh vận động viên quyến rũ nhất thế giới, Alika đã chia sẻ những hình ảnh, sự kiện đặc biệt, cá nhân đặc biệt trên trang Instagram. Alika được tuyển chọn vào đội Đức tại giải vô địch điền kinh châu Âu một năm sau nỗi đau phải ngồi dự bị tại Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản. 2022, Alika cũng có tên trong danh sách 30 nhân vật dưới 30 tuổi ấn tượng nhất do Forbes bình chọn. Những bức ảnh chụp nhanh mà cô chia sẻ bao gồm việc gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, trong đó có một số vận động viên thể thao. Ngoài ra còn có hình ảnh hút mắt Smith mặc bikini chèo thuyền. Chân dài người Đức chia sẻ bức ảnh chụp với Naomi Campbell khi tham dự tuần lễ thời trang Milan, Italia. Tại đây cô gái 24 tuổi cũng chụp chung tấm hình với tay đấm boxing Anthony Joshua. Cặp đôi nhận được sự yêu mến của khán giả, nhiều người hy vọng cặp trai tài gái sắc sẽ đến với nhau. Khán giả gửi lời chúc cho Alika, cảm ơn vì đã chia sẻ vẻ đẹp của bạn. Chúc thành công vào năm 2023. Người thứ hai nói, một năm 2022 tốt đẹp với Alika, hy vọng năm 2023 còn hoàn hảo hơn thế. Quốc hội.